Như vậy là Mark Locke đường truyền khá hay, đối mặt nên dễ hiểu khi mà cổ động viên chưa đến đâu, nhưng có lẽ cơ hội dành cho các cầu thủ Indonesia. Egi Maulana, 10 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và tỷ số trên sân Việt Trì vẫn đang là không đều. Pha mở bóng khá thoáng, Asnawi, Fashruddin, Baha đã có lỗi việt vị, trọng tài đã bắt việt vị đối với Ridwan. Các cầu thủ Indonesia từ tình huống phản góc, pha đấm bóng. Egi Maulana lại có lỗi việt vị rồi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Thêm một tình huống tấn công nữa dành cho các cầu thủ Indonesia. Không được. Witan Sulaiman không vào. Các đồng đội đã kiến tạo một đường truyền rất thuận lợi cho Witan. Cú đấm bóng của Quincy. Egi Maulana lại một cơ hội đối mặt nữa. Và tỷ số là 1-0. 1-0 dành cho cầu thủ Indonesia. Abimanyu. Ridwan. Witan đang xin bóng, vẫn là cầu thủ Indonesia. Ricky rất kỹ thuật. Đường truyền cho Egi Maulana, căng ngang của Mendoza. Trung Salaza, khoảng trống dành cho Trung Salaza. Đường truyền ngang đã bị bắt vai và người đã kịp phá bóng. Không kịp. Đây là Ricky. Đường truyền hơi nhẹ mà chưa qua được Linares. Mất bóng vào chân Egi Maulana. Chọc khe, đối mặt, làm gì? Khung thành đã bỏ trống rồi nhưng dứt điểm quá nhẹ và không vượt qua. Dứt điểm. Một cú ngả người bắt vô lấy ngay của Trung Salaza. De Guanga. Pha dâng cao của hậu vệ De Guanga rất tốc độ. Khả năng trụ rất tốt của De Guanga. Cơ hội, Ridwan. Vẫn chưa có bàn thắng thứ hai. Và chúng ta đang thấy chọc khe rất hay, Egi Maulana. Asnawi căng ngang. Anthony Clark. Asnawi đường truyền quá sâu. Không được. Bảng tổng sắp huy chương với 15 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Dứt điểm. Và xử lý là của Egi Maulana. Siarian không kịp. Mark Anthony Glock. Đường truyền dài rất chính xác dành cho Egi Maulana. Rất nguy hiểm và tỷ số là 2-0. Tình huống thực hiện quả treo bóng đầy khó chịu của tiền vệ Siarian lại là rất quan trọng để quyết định thứ hạng. Nên dễ hiểu khi mà cổ động viên chưa đến đâu, nhưng có lẽ cơ hội dành cho các cầu thủ Indonesia. Egi Maulana. 10 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và tỷ số trên sân Việt Trì vẫn đang là không đều. Pha mở bóng khá thoáng. Asnawi. Fashruddin. Egi Maulana lại có lỗi việt vị rồi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Thêm một tình huống tấn công nữa dành cho cầu thủ Indonesia. Không được. Không kịp.
Đây là Ricky. Đường chuyền hơi nhẹ và chưa qua được Linares. Mất bóng vào chân Egi Maulana. Chọc khe, đối mặt, làm gì? Khung thành đã bỏ trống rồi nhưng dứt điểm quá nhẹ và không vượt qua. Dứt điểm. Một cú ngả người bắt vô lấy ngay của trung Salazar. De Guanga. Pha dâng cao của hậu vệ De Guanga rất tốc độ. Khả năng trụ rất tốt của De Guanga. Cơ hội, Đinh Quang. Vẫn chưa có bàn thắng thứ hai. Và chúng ta đang thấy chọc khe rất hay, Eki Maulana. Asnawi căng ngang. Anthony Clark. Asnawi đường chuyền quá sâu. Eki Maulana lại có lỗi việt vị rồi. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Thêm một tình huống tấn công nữa dành cho cầu thủ Indonesia. Không được. Witan Sulaiman không vào. Các đồng đội đã kiến tạo một đường chuyền rất thuận lợi cho Witan. Cú đấm bóng của Quincy. Eki Maulana lại một cơ hội đối mặt nữa. Và tỷ số là 1-0. 1-0 dành cho cầu thủ Indonesia. Một Abimanyu. Có những chấn thương trong đội hình. Ít khi được huấn luyện viên Fegidero sử dụng cho đội hình xuất phát. Rikwan. Witan đang xin bóng. Vẫn là cầu thủ Indonesia. Ricky. Rất kỹ thuật. Không kịp. Đây là Ricky. Đường chuyền hơi nhẹ và chưa qua được Linares. Mất bóng vào chân Egi Maulana. Chọc khe, đối mặt. Làm gì? Khung thành đã bỏ trống rồi nhưng dứt điểm quá nhẹ. Jadwal Timnas Indonesia U22 versus Kamboja U22 di cabang sepak bola SEA Games 2023. Pertandingan pemungkas grup A menjadi ajang bagi skuad Garuda untuk menyempurnakan fase grup. Timnas Indonesia U22 tampil gemilang dengan meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan yang telah dilakoni di babak penyisihan grup A. Terbaru, Timnas Indonesia U22 berhasil memenangkan pertandingan melawan Timor Leste dengan skor 3-0 di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh. 3 gol kemenangan dicetak oleh sepasang gol Fajar Faturrahman dan 1 gol Ramadan Sananta. Dengan kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U22 saat ini berada di posisi teratas klasemen sementara grup A dengan 9 poin. Meskipun skuad Garuda Nusantara sudah dipastikan lolos ke babak semifinal, mereka masih harus berhadapan dengan Kamboja pada hari Rabu pukul 7 malam. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt.